cái gì mà bà chửi bà nguyên cả xóm nghe luôn vậy bà? Cái đầu óc bà đen tối, bà hỏi tao khỏe không? Rồi bà trả lời sao? Tao nói không biết nữa. Tại vì mấy tháng nay có vật lộn với ai đâu mà biết khỏe hay yếu. Có vật lộn với ai đâu khỏe hay yếu. À đù. Ủa bà làm gì mà má chửi bà quá trời vậy bà? Tao xin tiền bà đi thăm cô giáo dạy học của ba hồi xưa đó, dạy cái môn mà giáo dục giới tính đó. Cổ bị gì? Cổ đẻ. À, còn chuyện đó được hả? Bà con nhớ cô đó đâu có chồng. Thì không có chồng mới đi thăm đó. Không có chồng mới đi thăm đó. À đúng. Ngu ghê. Sao ngu? Nó cướp xe cướp tiền tao, mà tao giục chiếc xe cho nó mà nó không rượt theo. Tao giục chiếc xe cho nó mà nó không rượt theo. À đù. Bà chọc kẹo bà chính cái gì nữa mà bà chửi bà quá trời vậy? Cái bà đó mới vô duyên. Bà nói bà làm trên bao hồi hôm tôi thấy chị đó, chị tuổi gì? Nói tôi quýnh một số đề chiều nay. Bà nhiêu tuổi? Bà nói bà 48 tuổi. Bà quýnh 48. Chiều ra số mấy? Chiều nó ra 58. Là sao? Phải khi bà nói tuổi thiệt là bà trúng rồi. Cái già mà đặt dấu tuổi. Cái già mà đặt dấu tuổi. À đúng. Tôi thấy má bệnh nằm trong bệnh viện. Ba canh má bữa nay bà ốm lắm á nha. Canh má mày trong bệnh viện suốt đêm không ngủ được đâu mà không ốm. Mướn y tá ta canh má giùm. Con mướn cô y tá canh chừng má mày rồi. Sao ốm? Cô y tá đẹp quá nên phải canh cô y tá luôn. Canh cô y tá luôn. Ủa? Đi phụ bán quán thịt dê thịt chó cho người ta sao rồi giờ nghỉ nữa rồi? Nói chung là hiểu lầm thôi. Dê kêu thêm thịt dê nữa. Trong lúc đó có hai ông khách vô, ông kêu hai dĩa thịt chó. Rồi ba nói làm sao? Ba quay đầu vô ba kêu ông chủ: Ê, một dê thêm, hai chó mới vào. Hai chó mới vào. À, đù. Hôm qua má bị cướp xe hả bà? Tao đã nói rồi. Một hai cãi tao. Tao nói có con đường đó phụ nữ đi vào đêm khuya dễ bị cướp xe hãm hiếp lắm. Một hai vẫn cứ đi. Vậy là má bị cướp xe. Cướp xe rồi không chịu về, đứng đó đổ thừa tao.
Đổ thừa vụ gì? Nó nói tao nói xạo. Thì có cướp xe đó. Mà nó cướp xe thôi chứ thấy nó hãm hiếp đâu. Cướp xe thôi chứ thấy nó hãm hiếp đâu. À đù. Chà Khải mắm gái á bà. Ông biết ông làm gì mà con vợ ông quýnh ông chấn thương sọ não luôn. Ông nó làm gì có não mà chấn thương sọ não? Sao không có não? Nếu ông có não thì ông đâu có dắt con bồ ông về ăn sinh nhật vợ ông. Dắt con bồ ông về ăn sinh nhật vợ ông. À đù. Ta mở quán cơm tôm sao mà khách ta ăn ta phàn nàn dữ vậy ba? Tao để quán cơm của tao là quán cơm tôm. Ông nội khách đó, ông kêu dĩa cơm, tao bưng dĩa cơm ra. Ông nói, ủa sao cơm tôm mà không có con tôm nào hết vậy? Ba ba nói, ông ăn cơm sinh viên chưa? Ông nói, rồi. Rồi ba trả lời sao? Vậy chứ ông có thấy dĩa cơm của con sinh viên nào đâu? Không có con sinh viên nào đâu? À đù.